Trời thì đang mưa rất to. Nguyên một đàn kìa, vãi cả trưởng. Nhưng nó đã hành quân vào đây các bạn ơi. Holy shit, em có làm gì sai đâu các bác vào đây. No. Chào các bạn, mình là Thành, mình đến từ thế giới của những vị thần. Và chào mừng các bạn đến với series Minecraft Nốt Sinh Tồn. Nếu các bạn thấy thích video đừng quên like, chia sẻ để ủng hộ mình ra tập tiếp theo. Đằng kia có một quả núi rất cao và dưới mình đang đứng là một khu cánh rừng rất là rộng. Và việc mình sẽ cần phải lấy một ít gỗ. Trời ơi, thật là nản quá đi. Có gỗ như thế này thì có chết con người ta không? Là một cái rìu để chặt gỗ cho nhanh hơn. Một người tiều phu chân chính. Mình sẽ lấy thêm nhiều nhiều gỗ một chút. Ôi mấy bạn lợn, mấy bạn lợn. Hello mấy bạn lợn. Bạn lợn ơi, cho mình theo với. Mình xin lỗi, mình không đánh bạn nữa đâu. Cho mình theo với. Cho mình chơi với. Ôi, mình xin lỗi, mình có cố ý đánh bạn đâu. Mình lỡ tay. Bạn cho mình chơi với. Mình buồn quá. Cho mình chơi với. Hello bạn lợn. Ôi, mình xin lỗi, mình lại lỡ tay. Lỡ tay thôi mà, mình chỉ lỡ tay thôi. Chào bạn lợn. Đặt kia lấy ít đá ra. Rồi, có ngay một cái cúp gỗ và mình sẽ cúp hết mấy viên đá đây. Trời ơi, không biết làm gì với tối nay đây, mình không biết làm sao đây. Tối nay mình sẽ phải ngủ ở đâu? Oh no. Mình đang lạc trôi ở trong đây và mình chả biết mình đâu. Wow, cái gì đây? Một cái hang. Ở đây có một con đường này. Thật là hạnh phúc. Bạn thấy gì kia không? Một ngôi làng. Mà mình có thể ở tạm ở đây. Chào anh nông dân. Wow. Có cái giường, có cái giường. Và bánh mì giáp. Thật là phiêu. Và mình sẽ đi quanh quanh đây xem còn gì hot nữa không. Một người làng rất là giàu bạn ơi. Hey, anh gì ơi, anh gì, chào anh gì, cho em làm quen với anh. Có ăn thịt không? Em vừa giết bạo lợn của em để lấy thịt đấy. Ủa, anh ấy kêu lắm, anh ấy không cần nói gì với mình luôn. Đây này, như kiểu cái đền thờ vậy. Anh này bị nhốt ở đây mấy chục năm rồi anh. Anh này chắc phải gọi là cao thủ lắm mới sống được đây mấy chục năm mà không thành ra được cái chỗ này luôn này. Rồi, mình sẽ cuốn chỗ này để làm nhà.
Để cái bàn làm việc ở đây coi. Mình sẽ bỏ tạm vài thứ vào đây. À, phải nướng ít thịt nữa. Mấy bạn nông dân còn đang đi lang thang ngoài kia. Mình sẽ nướng số thịt đấy. Mình không có giường, trời ơi. Mình sẽ phải sống thế nào, phải thức trắng đêm nay sao? No. Sẽ mặc cái bộ giáp này vào, nhìn cho nó chất. Mình đang phải lang thang trong rừng vào một buổi đêm rất là. Không biết có cái gì ở đây không cơ. Bạn Nghiện ơi, đừng giết em có làm gì đến tội đâu. Em chỉ lên đây xem có cái gì em lấy được thôi mà. Em có làm gì sai đâu. Cái gì nữa kia? Cái gì đấy? Cái gì vậy? Ui, cái gì nữa luôn? Thôi không lên đấy nữa đâu. Chết lúc nào không biết. Ui, cừu kìa. Ủa may quá, mình đang đi tìm cừu mà. Mình cần có những cái giường. Cừu ơi. Cừu. Mày có phải cứu Donnie không? Cứu ơi! Xin lỗi! Anh gì? Anh gì đây? Anh định làm gì em? Má con nợ này! Làm quen nhau hả? Em không muốn làm quen với anh! Ôi ôi, mất máu của tội! Má quỷ nó đông vậy. Cần phải đen trắng cơ, cùng một loại đen bây giờ mới làm được giường. Trời thì đang mưa rất to. Đàn kìa, vãi cả trưởng. Đúng, nó đã hành quân vào đây các bạn ơi. Holy shit, em có làm gì sai đâu các bác vào đây. No, no, không chơi, không chơi. No. No, chúng nó kéo bầy vào đây cơ. Đâu hết rồi? Mày lên đây. Bố mày sợ mày quá cơ. Đâu? Gọi hết tất cả anh em chúng mày lên đây. Khiếp, đuổi tận lên đây á. Đây. Em đến với anh đây. Chúng mình xa cách bao lâu rồi? Lên đây. Trời vẫn cứ mưa và mình vẫn lang thang nơi đây.
Nữa hả? Nữa luôn. Nếu thể hiểu được nó đâu ra nhiều bá chưởng. Anh ấy nổi cho bánh xác đây, đừng có động vào anh ấy ác lắm. Toàn mấy bạn lợn đứng đây chơi vậy. Ui, ui. Hai bạn em đây, em sai rồi. Em sai rồi. Em sai rồi. Em đi về đây em không ra nữa đâu. Đừng làm hại em. Đấy, anh đi rồi, anh ấy đi rồi. Ui rồi. Em có làm gì sai đâu. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Tôi là ui rồi ôi, em có làm gì anh đâu, trời đất ơi, sao cứ suốt ngày bị đen thế này, có làm gì đâu, ôi lại nữa kìa, kia có một anh ấy, một một bà nhẹ nữa, yêu tinh nhẹ. Em ôi 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 rồi ôi. Vẫn không thấy cừu luôn, mà chỉ thấy toàn lợn thôi. Lợn ơi, lợn ơi, ui cừu kìa. Thế mà lúc nãy mình tìm mãi không thấy, hóa ra là các bạn trốn ở đây à, trốn làm sao được. Hello bạn cứu. Bạn đi đâu đấy? Sao bạn lại đuổi mình ngã xuống? Mình đánh cho. Mình rất ghét ai đuổi mình. Ôi sao bạn cứu kia trèo cao vậy? Bạn biết là trèo cao ngã đau không? Để mình giúp bạn xuống nhé. Xuống đi nào. Mẹ bạn không bảo bạn là trèo cao ngã à? Bạn ơ bạn đi đâu đấy? Sao bạn lại cứ nhìn mình? Cho mình theo với. Sao bạn trèo cao vậy? Ôi dồi. Mẹ bạn bảo tớ là bảo bạn không được trèo cao đâu đấy, mẹ bạn bảo tớ là bạn nếu bạn trèo cao hãy đánh chết bạn đi. Ui còn mấy bạn bò kia nữa, nhưng mà mẹ mẹ bạn bò không bảo mình như vậy. Bây giờ là mình đã có thể làm một chiếc giường rồi. Ôi trời, đêm nay ta có thể có giường ngủ rồi nha. Ôi một chiếc giường màu trắng. Để đây coi. Ban ngày không cho ngủ luôn, mặc dù rất là buồn ngủ rồi. Cất tạm này đi. Giờ đi ra giúp giúp các bạn nông dân thu hoạch. Mình sẽ trồng lại cho các bạn ấy luôn. Mình là người tốt mà, mình chỉ kiểu mình chỉ lấy cái nó có thể chín rồi thôi, kiểu thu hoạch thôi. Còn mình sẽ giúp các bạn ấy trồng lại.
xong mấy nữa chín mình lại thu hoài đó. Xin lỗi bạn nhé, mình thu hoạch của bạn đây. Mình vừa gặp chú của bạn đứng ở trong kia, mình hỏi rồi. Chú bạn bảo không cho, nên mình cứ ra, mình thu hoạch thôi. Cái gì? Muốn đi chơi cùng tao đi nào, đi đi lên đây, đúng rồi, đây đi vào kia chơi với bạn. Có một bạn nông dân đấy, không biết bạn ấy ra chưa, bạn ấy mất chơi, bạn ấy đi mất rồi. Vẫn like 6 củ khoai tây. Ok, và mình sẽ dừng cái tập này ở đây. Các bạn đừng quên like, chia sẻ để có tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.